Anh có làm gì đâu, mắc gì phải sợ chứ? Nani? Con Nguyễn ở đâu rồi này? Bố mẹ ơi, ông bà ơi, à cháu ơi, chết rồi đấy cháu ơi! Chú kêu quá. Vâng, con biết rồi. Con biết rồi mà mẹ. Con không thích uống trà sữa đâu. Dạ, con không thích đâu mẹ. Không, mẹ bảo xe đến đón con đi. Nắng quá, con nóng quá mẹ. Ôi, nóng ghê. Nhanh cho mẹ nha. Nói chuyện điện thoại lâu thế nhở? Thôi, con tắt máy đây. Ôi, nóng ghê. Xong rồi à? Bạn ơi. Ở đâu mà lại lòi ra cái thằng xấu xấu bẩn bẩn, lại còn mặc áo vá này. Nhìn gì mà nhìn. Bạn, biểu cái chân ra để tự lấy cái vở lên được không? Vở lên. Yêu ơi, cái vở lên này, bẩn hết cả chân, bẩn hết cả chân rồi. Cái thằng bé này mà mình bị đau, gặp nó sao mà đen đấy nhở, ghét quá. Được rồi. Nhiều vẻ lên đấy nhở, mang đi bán lấy tiền ơi. 5, 10, 12 trời ơi, hôm nay bán được nhiều đi. Hàng siêu sập cửa nhà đây. Mình tiếc. Chỉ còn một chiếc duy nhất, không mua là tiếc cả đời đấy. Hàng siêu đây. Yeah. Ôi, cái gì đây? Em mua ba lô. Mua ba lô à? Ở đây, ba lô đây em. Ui, ba lô của anh siêu nhân này. Mình là fan của siêu nhân đây. Chị ơi, hàng giảm giá còn bao nhiêu tiền mấy chị? Cái ba lô này là hàng siêu cấp đây. Bình thường có giá là 3 triệu. Nhưng mà hôm nay giảm giá còn... Em không rửa tiền bây giờ. Chị đợi em một lát, em phải lấy tiền tiền nhá. Ừ, phải lấy đi cả đi. Nhớ để dành lại cho em nhá. Ừ, chị biết rồi. Không được bán cho ai được nhá. Ok. Nhìn mà chị uy tín thế này cơ mà. Hả? Cái ba lô này đúng đây 10 hôm rồi, không ai thèm hỏi câu nào. Thế mà hôm nay được có 30 phút mà hai người hỏi rồi. Nhưng mà em ơi, cái ba lô này có người đặt hàng rồi. Thế cái ba lô này chị bán bao nhiêu? Giá gốc của nó là 10 triệu. Bây giờ chị giảm giá có 100.000. Có 100.000. Em mua luôn 500.000. Đúng rồi. Nhìn mà chị uy tín thế này cơ mà. Ba lô của em đây. Giờ thì đủ tiền rồi, đi ra mua ba lô thôi. Nhìn quen đâu, quen nhở? Đây là cái ba lô mà tớ định mua mà. Ừ đúng rồi, nhưng mà tớ mua rồi, hết cơ hội nha. Sao? Cậu bán lại ba lô cho tớ được không? Tớ thích ba lô đấy lắm. Muốn mua lại à? Được thôi, 500 cành. Cậu có nhầm không? Vừa nãy cô bán hàng bảo tớ có 30.000 thôi mà. Có mỗi 30.000 thôi á? Thế thì không mua được đâu. Cái ba lô này xấu thế nhở? Cái nhà gì đây? Siêu nhân à? Này đừng có cắt lưa. Này đừng có cắt lưa. Ba lô của tớ mà, tớ thích làm gì thì tớ làm. Ba lô đang lạnh mà lại cắt ra. Người gì mà xấu tính thế?
mà. Cháu ơi, ba đói quá. Ba tránh xa đầu ra, ba đói thì nước qua gì ăn cháu. Ôi, sách như này thiếu dùng nữa không nhờ. Hả? Đói lắm, bà không đứng được đâu. Không còn sức để mà đứng nữa rồi. Bà đói, sao bà không ăn cơm mà? Nhật bà nghèo lắm, ăn gì có cơm đâu mà ăn. Bà còn phải mặc áo vá đây này. Bà còn phải mặc áo vá đây này. Ăn đâu nữa. Bà nhịn đói mấy ngày hôm nay rồi. Vậy à, vừa lấy, cháu mua được một cái bánh bán đi à. Bà xin, bà phải làm tốt tội. Bụng cháu sôi à? Cháu không đói à? Ăn không? Dạ không, cháu không đói được, bán đi à? Thì bà ăn nhá. Vâng. Đang đói, ăn luôn cái bánh mì. Ngon ơi là ngon. Ngon ơi là ngon. Cháu ơi, cháu khóc đấy à? Dạ vâng. Nhưng mà bà nhìn thấy giọt nước mắt ở đâu? Từ bé đến giờ thì không kêu quá. Hello Mother. Hello Mother. Mà tại sao cháu lại khóc? Mà nhìn này. Bà nhìn thấy rồi. Đây là cái ba lô rách mà. Cái ba lô này vừa lấy nó vẫn còn lành mà. Nhưng mà do cái bạn nhà giàu đằng kia kìa, bạn mua tranh của cháu xong cắt, không cho cháu dùng được nữa. Cháu thích cái ba lô này lắm. Trời ơi, một đứa trẻ ngoan ngoãn, tốt bụng mà lại bị bắt nạt thế này. Cháu đáng thương quá. Cháu đáng thương lắm mà. Cháu đừng buồn nữa, bà sẽ giúp cháu. Yeah. Ba lô này là rồi này. Yeah. Không bị dây nữa gì. Áo của mình. Ôi, áo của cháu thành áo mới rồi này. Yeah. Cháu xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất. Bà ơi, bà là bà Tiên à? Đúng rồi. Và đây là cây gậy thần kỳ của cháu này. Bà mong rằng cháu sẽ sử dụng cây gậy này để giúp đỡ được nhiều người. Vâng ạ. À. Yeah. Ví dụ ui, cây gậy đẹp đi. Nhất định mình sẽ sử dụng cây gậy này để làm nhiều việc tốt. Bà đâu dưới nhỉ? Rách mất rồi, làm sao mà chơi nữa? Xe mấy kia đã đứng góc ấy nhở? À, thì ra là bóng của em đấy bị rách. Em ơi, bóng của em bị vỡ à? Để anh giúp nha. À, anh mua bóng cho em ạ. À, xấu đâu. Không gì đâu, em đi xe tiếp đây, em chào anh. Yeah. Làm được việc tốt, vui quá các bạn à. Bạn kia bị đau chân à, trông khổ, đáng thương quá. À, mình sẽ giúp bạn ấy. Con người ở đâu rồi này? Bố mẹ ơi, ông bà ơi, ông cháu ơi, ông cháu ơi, chân con đi đâu rồi? Thằng bé nhà nghèo đó kiếm đâu ra cái gậy thần kỳ đấy nhở? Tức quá. Mình lại giúp đỡ được một người nữa rồi, vui quá. Giờ đi tìm người giúp đỡ tia. Của tớ hoàn trả đây. Không đi trả đây. Này, này, có giờ thì đến đây mà lấy. Đến đây mà lấy này. Cậu xung tính vừa thôi. Người
da đẹp, lại còn có phép thuật nữa. Đuôi gà ơi, chị chuẩn bị ăn em nha. Có trò hay rồi đây. Đuôi gà của mình đâu nhỉ? Sao lại biến thành lá cây như này? Ôi hả? Chạy được một vòng tròn xong, khỏe hết cả người. Nè. Hả? Khỏe quá. Vậy thì chạy thêm 100 vòng nữa nhá. Khỏe quá. Ôi ơi, thì không còn chạy nữa. Mà cái chân của mình nó cứ chạy như này. Ngồi đây đợi Khánh Linh mua kem về, tối nay chúng mình có ăn nhá. Đi trung tâm một tí, thế nào lại lao ra nhà Gia Bảo đi nhỉ? Ô, Gia Bảo kia. Hôm nay ăn kẹp, chúng mình không rủ Hà Anh đâu. Hà Anh nhà giàu nhưng mà kỳ bỏ lắm. Cái gì? Dám chơi mình, dám nói xấu mình à? Được rồi. Một thanh niên rất thích chơi chó bông, nhưng lại sợ chó rạt. Tớ tin. Thôi, ăn kem đi. Ăn kem cho nó tỉnh nhá. Cậu không tin thôi à? Tin. Thôi, bóc kem ra. Cô chạy hết đây. Hai cái đứa này ăn kem mà không rủ mình sao? Tớ ngon chưa? Tớ cũng ngon nha. Kem ngon à? Này chỉ ngon. Cháu đi về. Cháu đi về.
ơi, trễ một ngày thôi, trễ nhầm rồi. Trời tay, nhưng mà chân chưa trời, sao mới chạy được. Con này có làm gì đi? Bố mẹ ta trong tay, chúng mình sợ gì? Chạy ra. Trời ơi, con bắt bố mẹ đi. Sao ta lại ở đây vậy? Mấy cái đứa kia mau thả nó ra. Thả nó ra. Mấy cái đứa kia. Trời ơi. Xin lỗi cậu vì đã lấy gậy thần của cậu đi làm việc xấu. Không sao, biết nhận lỗi là tốt rồi. Sống ở đời phải làm nhiều việc tốt thì mới được mọi người yêu quý.